Kính thưa quý vị, cảnh sát Connecticut phát hiện thai nhi tại một nhà máy nước thải. Theo cảnh sát Connecticut cho biết, một công nhân địa phương đã vừa phát hiện ra một bào thai trẻ tại một nhà máy xử lý nước thải ở Stamford. Theo đài truyền hình địa phương đưa tin, các nhà điều tra hiện đã xác định thai nhi nói trên nằm trong khoảng 5 hoặc 6 tháng tuổi và đã được tìm thấy trong một thùng rác dành cho các loại rác thải cỡ lớn. Theo sau một cuộc khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y đã cho biết là thai nhi nói trên chưa từng được sinh ra mà có thể là người mẹ đã bị sảy thai. Nếu vụ việc này thực sự là một vụ sảy thai, người mẹ sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Theo cảnh sát cho biết, thai nhi này đã bị xả trôi trong một chiếc bồn cầu chỉ trong vòng 24 giờ trước khi được tìm thấy vào hôm thứ Bảy tuần trước.